Công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế 23 Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam độc lập tự do Hàn Quốc, Thành phố Hồ Chí Minh ngày 14 tháng 2 năm 2019 quyết định bổ nhiệm trưởng bộ phận sale online, chủ tịch hội đồng quản trị công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế 23. Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế 23, căn cứ tình hình hoạt động của công ty, xét năng lực nhân sự chuyên trách, quyết định bổ nhiệm bà Tô Mộng Ánh Khoa giữ chức vụ trưởng bộ phận sale online. Thank you.